Tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52, oanh tạc hủy diệt vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên, với giả tâm biến miền Bắc Việt Nam thành thời kỳ đồ đá, nhưng đã thất bại thảm hại. Hôm nay, các con hãy cùng với cô, chúng ta cùng tìm hiểu về diễn biến của 12 ngày đêm trận Điện Biên Phủ trên không đã oanh liệt ở Hà Nội như thế nào các con nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 hoạt động chính. Hoạt động 1, âm mưu của đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay B-52 bắn phá Hà Nội. Hoạt động 2, diễn biến trận chiến đấu trận Điện Biên Phủ trên không. Hoạt động 3, ý nghĩa của chiến thắng 12 ngày đêm. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với hoạt động 1 các con nhé. Trong 6 tháng đầu năm 1972, quân dân ta giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải thỏa thuận sẽ ký kết Hiệp định Paris vào tháng 10 năm 1972 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng gần đến ngày ký, Tổng thống Mỹ Nixon đã lật lọng, ra lệnh sử dụng máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ, chính là pháo đài bay B-52, ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam. Boeing B-52 Stratofortress là một trong 3 vũ khí chiến lược của Mỹ thời kỳ chiến tranh lạnh, cùng với tên lửa hạt nhân liên lục địa và tàu ngầm nguyên tử. Công bố thiết kế từ năm 1946, nhưng phải đợi đến 8 năm sau, loại máy bay này mới chính thức được sản xuất sau hàng chục lần thay đổi thiết kế. Vậy, âm mưu của Mỹ khi dùng B-52 bắn phá miền Bắc là gì? Mục đích của chúng chính là muốn hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn. Từ đó, quân Mỹ có thể khuất phục được nhân dân ta, qua đó sẽ nắm được ưu thế trong việc đàm phán tại Hiệp định Paris. Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về âm mưu của Mỹ khi dùng máy bay B-52 để bắn phá Hà Nội. Vậy, trận chiến đấu Điện Biên Phủ trên không đó đã diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hoạt động 2 các con nhé! Khoảng 20 giờ, ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ huy động hàng chục tốp máy bay B-52 và các loại máy bay khác ồ ạt ném bom Hà Nội, mở đầu cho 12 ngày đêm ném bom hủy diệt. Trong 12 ngày đêm đó, máy bay Mỹ đã đánh phá Hà Nội và các vùng phụ cận. Chúng ném bom cả vào bệnh viện, trường học, khu phố, bến xe, làm cho hàng nghìn người dân chết và bị thương. Đáp trả lại sự tấn công của quân đội Mỹ, đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 12, quân dân Hà Nội đã bắn rơi 7 chiếc B-52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống được 12 phi công Mỹ. Ngày 26 tháng 12, địch tập trung số lượng máy bay B-52 lớn nhất gồm 105 chiếc, hòng hủy diệt Hà Nội. Hơn 100 địa điểm của Hà Nội bị trúng bom. Quân dân ta đã kiên cường đánh trả, bắn rơi 18 máy bay Mỹ, trong đó có 8 máy bay B-52, 5 chiếc bị bắn rơi tại chỗ, bắt sống nhiều phi công Mỹ. Những ngày tiếp theo, máy bay Mỹ vẫn không thoát khỏi sự trừng trị của quân dân ta. Đêm ngày 29 tháng 12, Hà Nội đánh thắng trận cuối cùng, tiêu diệt thêm được một chiếc B-52. Qua đó, chúng ta có thể thấy kết quả của cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy bay Mỹ phá hoại của quân và dân Hà Nội. Đó chính là chúng ta đã tiêu diệt được 81 máy bay hiện đại, gồm có 34 máy bay B-52 của Mỹ bị bắn rơi. Và đây chính là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân của Mỹ, cũng chính là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân và dân ta. Kết quả, ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc. Việc máy bay Mỹ ném bom hủy diệt trường học, bệnh viện nói lên điều gì? Trường học, bệnh viện, bến xe hay khu phố đều là những nơi tập trung đông người. Việc ném bom vào đó cho ta thấy đế quốc Mỹ vô cùng thâm hiểm và độc ác. Để thực hiện được giả tâm của mình, chúng sẵn sàng giết cả những người dân vô tội.
tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không? Vì đây là một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất của dân ta. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân của Mỹ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Chiến thắng này được dư luận thế giới gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Trận chiến đấu 12 ngày đêm cuối năm 1972 đã đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán về Hiệp định Paris với chúng ta. Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân và dân ta, khẳng định sự lãnh đạo tài tình của đảng, giúp cho chúng ta có được một chiến thắng vẻ vang. Để ghi lại tội ác của Mỹ và tiếc thương những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó, Hà Nội đã xây dựng tượng đài phố Khâm Thiên và bảo tàng chiến thắng B-52 ở phố Đội Cấn. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy ôn lại ghi nhớ của bài và chuẩn bị bài tiếp theo, lễ ký Hiệp định Paris các con nhé. Thân ái chào tạm biệt tất cả các con.